Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dọc miền quê biển của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì đoàn làm phim của chúng tôi đã đến một xóm chài thuộc xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân. Trong chương trình hôm nay thì mời quý vị và các bạn hãy cùng xem ở xóm chài này có gì đặc biệt. Qua khỏi Tân Thắng, ngược lên phía Bắc là đến vùng đất Sơn Mỹ. Xóm chài nhỏ mà chúng tôi đang đặt chân đến nằm sâu bên trong và giáp với biển. Nếu cách đây vài chục năm, giai đoạn lúc bà con mới về đây định cư, thì quả thật là nơi tách biệt với khu đô thị. Mặc dù nếu tính theo đường biển, xóm chài này cách trung tâm đô thị chỉ có vài km. Tìm đến nhà ông Trần Ngọc Khánh, là người mà bà con dân làng ở đây bầu làm hội trưởng của làng, cũng là một trong những người đầu tiên đặt chân khai phá vùng đất này. Chúng tôi nghe được nhiều sự tích khai mở lập làng từ thuở ban sơ. Sau khi mà thống nhất được Tổ quốc rồi, 30 tháng 4 rồi thì chúng tôi là bà con là nói chung là từ di dân vào đây kiếm nơi làm ăn mới để là xây dựng quê hương thứ hai. Ở xã Sơn Mỹ này là đa số là dân Quảng Trị là ở vùng xã Sơn Mỹ này. Và trong vùng đông đó thì họ làm nông nghiệp, riêng về phần bà con ở đây là làm ngư nghiệp, đánh bắt cá tôm. Ông Khánh còn nhớ khá rõ, lúc đấy khi ông còn trẻ, vào một buổi chiều, 38 vị cá ông vượt sóng tiến lên bờ cát bãi biển của làng, nơi đã trở thành bãi tập kết thúng và ngư lưới cụ của xóm chài nhỏ bây giờ. 38 vị công nghênh một vị cá ông đã hết thọ vào bờ, giao cho dân làng chôn cất. Và sau đó, khi đã xem như bàn giao hậu sự, 38 vị lại ngược hướng ra khơi. Dân xóm chài nơi đây thấy sự linh thiêng như vậy nên đã an táng và lập đền thờ vị cá ông. Từ đó, xây nên dinh vạn đơn sơ, hàng năm tế bái để cầu nguyện cho cuộc sống mưu sinh hạ bạc trên biển của bà con xóm chài còn lắm gian lao. Cái lễ này là lễ cầu mùa cũng cầu yên, rồi là cầu cá, cầu tôm, cầu mực, tất cả các cái mọi thứ cùng cho dân làng và đi khơi đi lòng thì để là gọi là giơ ơn trên gia hộ cho được là sức khỏe, rồi là yên hàn đi đến nơi về chốn. Xóm chài tuy nhỏ nhưng cũng tập hợp hơn 70 hộ gia đình hành nghề đi biển. Vì là bãi ngang nên ở đây bà con chỉ sắm thúng làm phương tiện mưu sinh cho mình. Hộ nào có điều kiện thì 2 đến 3 thúng lớn. Gia đình nào mới tách ra thì cũng sắm được một thúng với đầy đủ ngư lưới cụ tham gia đánh bắt thủy sản gần bờ. Theo chân anh Thanh Tùng, con rể của ông Khánh ra khơi một chuyến, chúng tôi mới cảm nhận được việc đánh bắt thủy hải sản gần bờ cũng không phải là công việc đơn giản. Đúng vào thời điểm sóng to gió lớn, những chiếc thúng lên đền trên biển càng cảm thấy nguy hiểm hơn. Lúc này, tài nghệ của những ngư dân mới càng được biểu hiện ra. Anh Tùng cho thúng chở chúng tôi chạy dọc theo các con sóng, rồi chờ khi con sóng cao vừa qua thì lập tức tăng tốc về phía trước. Qua được những cơn sóng gần bờ thì thúng đỡ chồng chành hơn. Đa số bà con ở xóm chài chỉ đánh bắt gần bờ, vào khoảng 10 hải lý đổ lại. Thế nhưng họ cũng sắm đủ các loại lưới để đánh bắt. Có loại lưới mắc to để bắt cá lớn, có loại lưới mắc nhỏ để bắt cua, mực. Mỗi loại được sử dụng vào mỗi vụ khác nhau. Thường bà con nơi đây xuất phát ra khơi vào lúc 3 đến 4 giờ sáng,
và trở về vào tầm 7 đến 8 giờ sáng. Nếu có hôm trúng lớn thì được 2 đến 3 triệu đồng, còn bình thường thì cũng đủ tiền cho con đi chợ hàng ngày. Phải nói là quen tay thì hay việc. Do hôm nay sóng lớn, độ dốc con sóng cao nên chúng tôi khá nhanh say sóng. Được một lúc thì chúng tôi đã không thể chịu nổi những cơn sóng dập dờn, đành phải nhờ anh Tùng đưa chúng tôi quay vào bờ. Dù sao chúng tôi cũng không thấy yên tâm lắm khi bập bênh trên biển. Theo sự phát triển của kinh tế, bà con đã trang bị nhiều hơn tiện nghi cho cuộc sống của mình. Vì là xóm không ở cửa sông nên không thể đậu tàu thuyền, đa phần bà con đều trang bị thúng để dễ đưa lên bờ. Trước kia, sau khi lên bờ, bà con phải dùng sức người để kéo hoặc khiêng thúng lên để chỗ cao. Sau này thì có sử dụng bò hỗ trợ. Còn bây giờ thì khỏe rồi, bà con ra biển, lên bờ đều có phương tiện cơ giới dịch vụ hỗ trợ, vừa nhanh chóng, gọn gàng mà giá cả lại phải chăng, chỉ mất tới 20.000 mỗi lần lên bờ hay xuống biển. Thật là tiện ích mà ai cũng thích sử dụng. Gắn bó với biển, biển đãi người. Vào lúc may mắn gọi tên, người đàn ông này không thể vui hơn được vì hôm nay anh đánh trúng được một con cá ó chim giá trị đến hơn 2 triệu đồng. Theo bà con xóm chài và những người thu mua hải sản nơi đây cho biết thì cũng hơn 10 năm rồi mới lại có người trúng được một con cá loại này. Cuộc sống của những ngư dân làng chài vốn chất phác và giản đơn. Đến nay, đời sống của bà con làng chài Sơn Mỹ đã khá hơn trước rất nhiều. Vì hôm nay nhà nước là giúp đỡ cho dân dân đầu này kia được tạo điều kiện nhất. Đó là một vốn quý mà riêng bản thân dân làng ở đây rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước và chiếu cố những cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của chính quyền sở tại. Như ông Khánh nói, đời sống bà con đã hơn trước gấp 10 lần. Vị trí làng chài này cũng chính là khuôn viên dự án khu công nghiệp Sơn Mỹ vừa được Thủ tướng Chính phủ dự lễ khởi công vào dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận vừa qua. Nhiều vận hội và cơ hội mới đang đến với bà con xóm chài khi một khu công nghiệp hình thành ngay bên cạnh sẽ mang lại những giá trị vật chất lớn hơn cho sự phát triển của đời sống xã hội. Tuy nhiên, theo lời ông Khánh, vạn trưởng của xóm chài rằng, dù xã hội có phát triển đến đâu thì những phong tục tập quán và hình ảnh 38 cụ cá ông ngày xưa đưa cụ cố vào bờ để dân làng chôn cất cũng không thể xóa nhòa khỏi trí nhớ ông. Vì vậy mà bao nhiêu năm qua, giờ đây khi trở thành vạn trưởng đã mười mấy năm, ông vẫn luôn đồn đốc nhắc nhở bà con xóm chài mình giữ gìn nét văn hóa truyền thống tâm linh gắn với biển, gắn với truyền thuyết Nam Hải tôn thần. Với bề dày 45 năm hoạt động, Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận không ngừng mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh. Hiện tại, công ty có 8 đơn vị trực thuộc chuyên sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Công ty đã liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước tạo ra nhiều sản phẩm được người tiêu dùng, đối tác đánh giá cao. Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận còn là chủ đầu tư khu công nghiệp Phan Thiết 1. Hàng năm, Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận đạt mức tăng trưởng từ 10 đến 15%, đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách nhà nước cũng như công tác an sinh xã hội.